Hà Nội đang ngày được nhiều cặp đôi lựa chọn là nơi ghi hình những bộ ảnh cưới tuyệt đẹp cả đời chỉ có một lần. Yêu Media đưa ra những gợi ý sau để bạn có thể tham khảo nhé. Đó chính là thời điểm mùa đông ở Hà Nội se se lạnh, thời điểm tháng 11, thời tiết mát mẻ, khi mà những cơn gió mùa đông bắc chưa kịp tràn về Hà Nội. Đó là thời điểm lý tưởng để bạn có thể lên kế hoạch thực hiện bộ ảnh cưới ở một số địa điểm như bãi đá sông Hồng, Hồ Gươm, vân vân. Nếu thích lãng mạn và nhẹ nhàng, cô dâu chú rể có thể chọn những vườn cải tại bãi giữa sông Hồng. Còn nếu thích sự cổ kính, hai bạn có thể lựa chọn như chùa Kim Liên hoặc những con đường phố cổ Hà Nội, cầu Thê Húc, cầu Long Biên. Ngoài ra, hiện tại ở Hà Nội có gần 20 phim trường lớn nhỏ như Lavender Park, Box Art, Love Garden, vân vân. Mỗi phim trường đều có những bối cảnh đặc trưng riêng nên cô dâu chú rể có thể thoải mái lựa chọn địa điểm chụp ảnh cưới. Hy vọng với những gợi ý mà Yêu Media đã đưa ra, các cặp đôi sẽ xây dựng được cho mình những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho bộ ảnh cưới sắp tới của hai vợ chồng nhé. Để hiểu thêm về các dịch vụ chụp ảnh cưới, xin mời bạn ghé thăm website yêumedia.vn.